nhánh May Sông-Công 3 thuộc một trong 15 chi nhánh may của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di, địa chỉ tại khu công nghiệp Sông-Công 1, phường Bách Quang, thành phố Sông-Công, tỉnh Thái Nguyên. Với tổng số trên 2.200 lao động, có 42 chuyền may, 3 tổ phục vụ và 8 phòng ban. Năm 2021, chi bộ May Sông-Công 3 được tặng giấy khen của Thành ủy Thái Nguyên với thành tích đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền 2017-2021. Chi nhánh không chỉ mạnh trong hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào, các cuộc thi do công ty tổ chức và đạt thành tích cao. Không những thế, ban lãnh đạo chi nhánh May Sông-Công 3 luôn quan tâm tới đời sống tinh thần của người lao động, nhất là trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19 phức tạp và lan rộng. Đi đôi với các hoạt động trong sản xuất, thì việc giữ gìn nét văn hóa tại nơi làm việc là điều mà lãnh đạo chi nhánh May Sông-Công 3 luôn luôn quan tâm. Trong thời kỳ hội nhập và phát triển kinh tế như hiện nay, công nghệ 4.0 không ngừng đổi mới và hiện đại hơn, văn hóa doanh nghiệp đã trở thành một nét đặc trưng, xây dựng nên thương hiệu bền vững của chi nhánh May Sông-Công 3. Chi nhánh đã và đang từng ngày khẳng định được vị thế của mình, có được sự tin tưởng của khách hàng bằng chính chất lượng sản phẩm và tinh thần trách nhiệm trong suốt những năm qua. Qua quá trình làm việc tại chi nhánh May Sông-Công 3, tôi nhận thấy văn hóa doanh nghiệp là tiền đề để phát triển doanh nghiệp. Nó thể hiện ngay từ cách chào hỏi giữa đồng nghiệp và đồng nghiệp, hay giữa cấp dưới và cấp trên, và ngược lại. Có khi chỉ bằng một cái gật đầu hay mỉm cười đã làm cho tinh thần làm việc ngày hôm đó tràn ngập niềm vui và năng lượng. Ngoài ra, để tạo nên một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thì cách thức trao đổi trong công việc cũng là một yếu tố quan trọng, và nó cũng góp phần xây dựng tốt văn hóa tại nơi làm việc. Khi đội ngũ công nhân viên chúng tôi vui vẻ và hạnh phúc, thì điều đó sẽ giúp chúng tôi tăng khả năng sáng tạo và thúc đẩy tăng năng suất trong lao động. Trải qua những năm hình thành và phát triển ấy, cũng như để hưởng ứng cuộc thi Văn hóa Tiên Di năm 2022, thì chi nhánh May Sông-Công 3 vẫn luôn luôn xây dựng và đổi mới nét văn hóa doanh nghiệp để xứng đáng là một trong những đơn vị sản xuất lớn mạnh hàng đầu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di. Đối với chi nhánh Sông-Công 3, toàn thể cán bộ nhân viên luôn đoàn kết yêu thương lẫn nhau, coi nơi làm việc là ngôi nhà thứ hai của mình. Điều đó đã trở thành truyền thống văn hóa tại chi nhánh Sông-Công 3. Tôi tin tưởng rằng với truyền thống văn hóa tốt đẹp đó sẽ tiếp tục được phát huy và duy trì. Nó sẽ tạo nên sức mạnh giúp chi nhánh vượt qua những khó khăn và thử thách, tiến tới thành công. Đối với chi nhánh Sông-Công 3, người lao động là nguồn tài sản quý giá lớn nhất của chi nhánh. Họ đã chọn nơi để cống hiến, đã nhiều tâm sức vào sự nghiệp phát triển chung của công ty cũng như của chi nhánh. Vì vậy, tôi mong rằng toàn thể cán bộ nhân viên luôn hăng say lao động sản xuất, sáng tạo, cải tiến trong mọi công việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao, giúp chi nhánh hoàn thành các chỉ tiêu công ty giao và vẫn luôn duy trì các mối quan hệ có văn hóa trong nội bộ cũng như là ngoài bộ của TNG. Chi nhánh Sông-Công 3 sẽ tạo nên một khối đoàn kết, phát triển bền vững và vẫn luôn thi đua hăng say trong lao động sản xuất để tiến tới thành công và hoàn thành các chỉ tiêu. Bên cạnh việc triển khai phát động thi đua sản xuất và hoạt động phong trào, đặc biệt là luôn quan tâm chăm lo tới đời sống tinh thần của người lao động, ban lãnh đạo chi nhánh May Sông-Công 3 còn quyết liệt trong việc chỉ đạo xây dựng hình ảnh người cán bộ công nhân viên hội tụ đầy đủ các chuẩn mực đạo đức trong cả công việc lẫn trong cuộc sống đời thường. Bởi văn hóa doanh nghiệp không chỉ là hoàn thiện bản thân mà còn tạo thành lề lối tác phong làm việc, tinh thần trách nhiệm cao của mỗi người.